Chào các em, chào mừng các em đến với khóa học ngữ pháp của Ology English. Trong video này chúng ta sẽ học về đại từ bất định nhưng với một nhóm khác, đó là nhóm đại từ bất định số nhiều, plural. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Như các em nhìn thấy trong tài liệu thì ta thấy ở đây là plural, là số nhiều đấy, indefinite pronoun, đại từ bất định số nhiều. Những đại từ bất định sau đây, ở dưới đây luôn ở dạng số nhiều. Do đó khi dùng làm chủ ngữ thì động từ sẽ không cần thêm đuôi s. Ta có từ both nghĩa là cả hai, few nghĩa là ít, không mấy, nhớ nghĩa của nó nhé. Few là ít, không mấy. Many nghĩa là nhiều. Several một vài. Others là những cái khác hoặc là những người khác. Ở đây thầy lưu ý một điều, đó là một cái từ hơi đặc biệt một chút, đó là từ few ở đây nghĩa là ít. Thế mà nó lại chia số nhiều. Thì ta lưu ý như vậy. Thì có những cái ngoại lệ như vậy giúp chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn. Giống như là hôm trước ta học có từ much nghĩa là nhiều, thế mà lại chia là số ít. Là cuộc đời thật là nhiều éo le, tiếng Anh thật là thú vị, có nhiều điều thật là bất ngờ, nó không theo tính quy luật. Thi thoảng sống nó phải như vậy nó mới thú vị đúng không? Thế bây giờ ta xem một ví dụ ở đây. Few recognize. Few ở đây ta dịch là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Nhìn nghĩa ở trên là gì? Là ít. Ít ít gì? Ít người. Few ở đây ẩn với từ people, là từ người ấy. Thì các em cần viết cái từ đó ra đầy đủ hơn. Rồi đó ta sẽ có cái từ đấy ở đây không? Không có đúng không? Thầy viết luôn ra cho chúng ta nhé. Các em nhớ là phần này các em cần ghi chép lại cẩn thận. Ok, ghi chép lại vào vở để còn làm bài tập. Few là few people ấy, tức là rất ít người recognize, nhận ra importance, sự quan trọng, tầm quan trọng của sự kiên trì, perseverance, nhận ra tầm quan trọng của sự kiên trì. Xong. Tiếp tục many là gì? Many vẫn là many people, là nhiều người ấy. Thì động từ give chia số nhiều. Many people, nhiều người give up, từ bỏ, bỏ cuộc quá sớm. Xong. Như vậy là chúng ta đã xong về đại từ bất định số nhiều rồi. Có 5 từ luôn số nhiều, cần lưu ý. Trong đó thì có từ few chúng ta hay hiểu nhầm. Ok. Thì ở đây thì về mặt ý nghĩa thì có từ perseverance khá là hay, tức là ít người nhận ra tầm quan trọng của sự kiên trì và nhiều người từ bỏ quá sớm. Thì cái này thì có lẽ thầy chia sẻ thêm một chút với các em. Đó là trong bao nhiêu năm làm việc dạy học ấy, và hỗ trợ người trẻ đồng hành có những khó khăn, thì thấy là cái khó khăn lớn nhất của các em nó không phải là tiếng Anh. Khó khăn lớn nhất của các em là làm sao mà mình giữ được quyết tâm, làm sao mà mình giữ được sự đều đặn. Thì tất cả những bạn mà có được cái sự đều đặn đó thì họ đều thành công trong việc học tiếng Anh này. Tại vì tiếng Anh nó không khó đâu, nhưng nó là một kỹ năng. Mà một kỹ năng đòi hỏi chúng ta phải làm đều đặn ngày qua ngày. Chúng ta học ngày qua ngày, ta ôn từ ngày qua ngày, ta viết ngày qua ngày, ta đọc ngày qua ngày, ta nghe ngày qua ngày thì ta mới có thể giỏi được. Về tầm quan trọng của sự kiên trì thì có thể là trong dân gian thì các em đã có nhiều cái hình ảnh, nhiều câu chuyện về nó rồi. Thầy có thể lấy ví dụ là nước chảy đá mòn, các cụ đã nói như vậy rồi. Nước chảy đá mòn, những cái giọt nước nhỏ rất là mong manh. Thế nhưng mà nếu mà ngày nào nó cũng nhỏ mãi rồi thì đá cũng mòn và có thể vỡ đôi. Kiến tha lâu thì cũng đầy tổ thôi. Và các em cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn thành công, chúng ta cũng phải tha từng từ tiếng Anh một, từng hiện tượng tiếng Anh một thôi. Và tất cả những cao thủ khi mà lúc đầu vào học ấy, thì họ chỉ là người bình thường thôi. Thế nhưng mà khi họ đạt mục tiêu, ví dụ họ được hơn 900 điểm TOEIC, có bạn gần bằng điểm thầy, 985 điểm, thầy được 990. Có bạn điểm cao IELTS, có bạn điểm TOEIC nói viết điểm rất cao. Lúc đầu thì là người thường thôi, trông khác. Nhưng sau khi đã học xong và đạt cái chỉ số đó, mà khi thầy gọi về thầy phỏng vấn là cho thầy về thầy gặp để thầy xin phép được phỏng vấn em để chia sẻ kinh nghiệm của em cho các bạn, giống như thầy chia sẻ cho các em đây. Những bạn đều toát ra cái khí chất khác hoàn toàn các em ạ. Các bạn ấy tự tin hơn rất nhiều, tại vì các bạn biết là mình có thể làm được. Các bạn biết là cứ từng bước thực hiện từng bước đều đặn qua ngày chắc chắn đạt được mục tiêu. Trời ơi, những người họ tự tin lên kinh khủng luôn. Tại vì họ đã nhận ra được importance, they recognize the importance of perseverance. Họ nhận ra tầm quan trọng của sự kiên trì. Họ never give up, họ không từ bỏ, họ không bỏ cuộc. Hy vọng rằng các em cũng có cái đó, để các em có được cái khí chất đấy, để các em sẽ có thể dũng cảm hơn và trở thành cái con người mình muốn, sẵn sàng đi trên mọi hành trình để đến cái đích mà mình mong muốn trong đời. Và như vậy chúng ta cũng đã nhớ được đại từ bất định rồi đúng không? Nhớ được từ importance, từ recognize, từ perseverance và từ give up. Đôi khi thầy phải kể cả câu chuyện, nói cả phần như vậy chỉ để là các em nhớ được những từ vựng đó thôi. Tại vì để nhớ được một từ thì ta dùng câu chuyện, cảm xúc sẽ là giúp chúng ta nhớ nhanh nhất. Tạm biệt các em, thầy Hoàng, Ology English.